Vlog Măng Tây Xanh xin chào bà con và các bạn. Chúc bà con và các bạn một ngày mới thật là tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ và thành công trong công việc nha. Hôm nay Vlog Măng Tây Xanh xin dẫn bà con và các bạn đi tham quan một cái trang trại nuôi và sản xuất phân trùng quế với mô hình rất là lớn. Đây là nguồn cung cấp chính thức ăn cho cây măng tây của mình. Nó là sản xuất phân trùng quế nha bà con. Ở đây một cái trang trại này rất là lớn. Đây mà một lần thu hoạch của bên trại bên đây là khoảng trên 100 tấn nha bà con. Đây và bên đây nó sắp sửa mở rộng thêm đó. Đây là dưới mình nuôi trồng dưới tán cao su nha cho nó mát mẻ đó. Mấy khung đó là mình chuẩn bị làm thêm nha bà con. Đây chỗ này là để nuôi và sản xuất phân trùng quế. Đây là nuôi trùng quế nè. Cái này mình dùng để phân này mình dùng để cung cấp cho chính cho măng tây và các loại cây khác, nhưng mà mình ở đây thì mình sản xuất măng tây thì mình cung cấp cho măng tây đó, số lượng rất là lớn. Này cho bà con tham quan sơ nha. Cái này video này thì mình chỉ đi tham quan sơ thôi, còn ví dụ như bà con muốn chi tiết hơn thì cứ comment em sẽ làm một cái chi tiết. Đây đây là cái chỗ để mà mình vận chuyển phân mình kia vô để mà cái khâu này là để khâu sơ sàng lọc thức ăn cho con trùng quế. Con trùng quế của mình thức ăn chính của nó là phân bò nha bà con. Đó không thì, cái này là cái chỗ để sàng lọc thấy thức ăn đó, sàng lọc phân để mà chuyển thức ăn ra cho mình nuôi con trùng. Đây và khu chính của mình là đây là nuôi trùng quế. Đó, con thấy không? Một lần thu hoạch của mình là trên 100 tấn nha bà con. Cứ mỗi một lần thu mình cứ trên 100 tấn là. Tại vì mình đang mở rộng thêm. Vườn này rất là rộng. Mô hình này rất là lớn. Đây mà con thấy không? Đó. Cái chu vi ở trong đây nó là tới mấy hecta lận. Ở trong cao su này mình nuôi nó là nó rất là mát. Nó phù hợp với sự phát triển của con trùng quế mà cho năng suất phân rất là cao và tốt, đạt chất lượng. Mà con có nhu cầu gì thì cứ alo hoặc là comment cho em. Đây nó mà cần thấy không? Đó, từng khu nha. Đây là mình nuôi trùng quế nha, sản xuất phân. Cái phân này á, cái phân trong trùng quế này á là mình bón rất là tốt, cực kỳ tốt cho cây trồng, nhất là cây măng tây của mình. Thứ hai là cái con trùng quế mình dùng để chăn nuôi nè. Ví dụ như bên em thì cũng có để dùng cái con trùng quế này để mà nuôi lươn sạch. Thì nếu mà con có ấy thì cái video sau em sẽ giới thiệu một cái trại nuôi lươn sạch là dùng cái phân con trùng quế này cũng trong trại này luôn nha. Cũng trong trại bên em luôn nha. Này tụi em dạng như là cũng như là khách kính đầy đủ hết. Đó. Vừa cây giống vừa phân bón. Đó. Đây tụi em có một cái nguồn phân trùng quế cực kỳ lớn nha. Đây cho bà con tham khảo sơ nha, cái con trùng quế nha. Đây rất là nhiều nha bà con. Này quế là mình nè. Đây là bà con thấy nó dưới đây nó rất là nhiều, bà con thấy rõ không ta? Trên quế mình đây nè, bà con thấy không? Đó chốn như này nha, nó rất là nhiều nè bà con thấy không? Đây con trùng quế của mình đây. Đó. Đấy cho bà con tham quan sơ. Còn cái này là cái để ống này là để mình lấy phân để cho trùng quế ăn nha. Bên đây thì toàn bộ cái khu này thì chỉ có cần một người cho ăn thôi. Đó. Rất là tiết kiệm công tại vì mình sử dụng máy móc hết. Đó. Một người để mà tưới cho nó thôi, còn máy thì mình cứ cho xe đổ xuống bọc người sàng lọc phân đồ này kia. Cái đó thì nếu bà con muốn tham khảo thì cứ comment cho em. Nếu mà ok thì em sẽ làm một cái video clip cụ thể hơn, cặn kẽ hơn. Bây giờ thì em chỉ giới thiệu sơ qua thôi, sơ qua cái trang trại nuôi trùng quế, sản xuất phân trùng quế. Đó, để mà cung cấp cho măng tây.
mình muốn đạt cái măng của mình á, là muốn đạt chất lượng á, có đạt hiệu quả chất lượng hay không là nhờ chính á, là nhờ cái nguồn phân này nha bà con. Đó. Bên em là mỗi lần thu là trên 100 tấn phân trùng quế. Đó bà con thấy không? Ừ. Đó, bên kia là đang cho mở rộng thêm. Rất là nhiều nha. Diện rất là rộng. Nó vào phía trong. Đó, phía trong ơi, con thấy trắng trắng không? Là cái đó là bên em là đang nuôi lươn nha, lươn sạch nha. Mình sử dụng con trùng quế này để mình làm thức ăn cho lươn. Và cái phân là mình cung cấp cho măng tây. Đấy bà con thấy không? Ừ. À. Rất là rộng nha bà con. Đó. Video sau em sẽ giới thiệu cái lươn, lươn sạch cho bà con xem. Là mình tự sản xuất hết tất cả luôn. Nó vì từ cây giống nè, cây giống măng tây nè, sản xuất măng tây nè. Rồi sau rồi mình sẽ cung cấp, đó, cung cấp phân hữu cơ, đó là chính là phân trùng quế. Đó, mà mình nuôi cái con trùng này mình được rất là nhiều loại. Đó là mình là phân thì mình sử dụng cho cây trồng, còn con trùng thì mình cho lươn này kia ăn, hoặc là thậm chí mình nuôi gà hoặc là nuôi ếch, nó nuôi cá rất là tốt nha bà con. Đây là một cái hệ thống xử lý ấy phân này kia để mà mình cho trùng quế ăn đây bà con. Nó một có một cái bể ở dưới, đó, một cái bể dưới đây là mình ấy phân này kia xuống đây, xong mình chuyển lên bể lớn xong rồi là mình xả xuống cho ăn thôi. Đó. Này hơi sơ cho bà con xem nha. Đây bể này là mình ấy phân này kia xuống đây, xong có cái máy bơm, mình bơm lên bể lớn thì mình xả xuống rồi cho nó ăn từng cu thôi, rất là nhanh và tiện, đỡ công cán rất là nhiều. Còn cái này là mình sàng lọc, như là mấy cái gác ghế này kia là mình sẽ có máy mình đánh ra ha. Đó, và cái phần chính của nó thì nó sẽ chạy xuống bồn này. Đó. Cái bể kia là mình dùng xe máy cày. Đó, mình chở phân, những chuyển phân đổ lên đó. Rồi hai người, một người xịt nước và một người để mình đẩy phân xuống thôi. Đó, rất là tiện mà nhanh nha bà con. Con thấy không? Đó. Trang trại này rất là lớn. Đây nào. Cung cấp nguồn phân dồi dào luôn nha bà con. Đó. Mình trồng cây măng thì cây măng tây thì mình nguồn chính của mình, thức ăn chính của nó là phân hữu cơ. Đó. Bà con cứ bỏ phân trùng quế vô cho em thì cây mình phát triển rất là tốt. Đây, bà con thấy không? Đó. Đấy, này. Này là cho bà con sơ coi con trùng nha. Đây. Này trùng quế đây. Này, con thấy không? Đó. Rất là nhiều mà con. Không tầm. Này. Này. Rất là nhiều trùng quế nha bà con. Thấy không? Ừ. Phân này là cực kỳ tốt luôn nha bà con. Này là chuẩn luôn chứ không pha không gì hết nha. Anh chạy em là số lượng cực kỳ lớn cho nên không pha không gì, chuẩn luôn. Phân này rất là khô, đặc chuẩn. Đó, bà con thấy không? Ừ. Và bên đây là sắp mở rộng ra thêm. Đây là cái này là mình để cho nó ăn nha bà con. Mình chỉ cần mở cái phá này thôi. Đó, mở phá này là mình tưới. Tưới ngang là cho con trùng quế ăn thôi, rất là nhanh, rất là tiện. À. Cho bà con thăm ban chu vi luôn nha. Này rất là gọn nha bà con, gọn và hiệu quả. Mình làm với tán cây như thế này thì nó che mát này kia, tại con trùng quế thì nó thích cái mát mẻ và tối. Đó. Làm này thì rất là đỡ chi phí và hiệu quả. Đây bên đây là khung, bên đây là chuẩn bị ra làm mới thêm nha bà con. Đó, bà con thấy không, làm rất là rộng thêm luôn. Đó. Làm thêm mấy trăm ô nữa. Đây là có nghĩa là một ngày mình, nếu mà làm hết cái này một ngày mình thua, nói chung là một lần thu hoạch của nó thêm cũng gần trên 100 tấn đó nha bà con. Hiện giờ thu hoạch cũng một lần cũng đã trên 100 tấn rồi. Đó. Còn thấy không, đây chỉ mới một khu thôi nha, mà bên đây tới 4 cu như thế này nha bà con. Đó, nó rộng lên. Rất là lớn nha. Em mà đi chu vi cái này hết là mỗi chân luôn á. Đó. Đó, cái này là lên. Đó, thấy không?
đây. Mọi nhu cầu thì bà con cứ liên hệ bên em nha. Đó. Từ giống măng tây này kia, rồi thậm chí phân bón cho em được có hết. Này cho nó ăn nha bà con. Nó sẽ bà con mua chứ, ví dụ như đặt cái số lượng lớn thì bảo đảm bà con là cái giá rất là hợp lý luôn. Và phân rất là chuẩn. Thì bà con này. Này do anh em xử lý hết. Cái này là chuẩn bị thu hoạch nha bà con. Mấy cái này là mình chuẩn bị thu nha. Mình thu con trùng quế á, là mình để cho lương ăn, và phân là mình bón cho măng tây. Đấy, mình em cũng nuôi luôn lương luôn, lương sạch luôn. Đấy, mình tận dụng cụ thể tất cả luôn. Video sau em sẽ quay cái bể lương cho bà con xem. Và em chuẩn bị, mình em cũng chuẩn bị nuôi ếch. Đó, để mình chờ sử dụng cái nguồn thức ăn như trùng quế nè, nuôi ếch, nuôi lương. Còn thấy không? Đây. Rất là lớn nha bà con. Đó, còn thấy không? Rồi. Rồi, video này em chỉ quay sơ để cho bà con tham khảo thôi. Rồi nếu bà con muốn em làm cụ thể hơn đó, thì bà con cứ comment. Đó, thấy em thấy ấy thì em sẽ quay một cách chi tiết cụ thể cho bà con. Rồi, chào tạm biệt bà con. Chúc bà con vui vẻ. Dạ. Yeah.